Sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra cho đến khi anh tin chị đi. Vợ nấu cơm cho chồng ăn á. Tại sao mấy người quản lý chức không chịu đổi anh có 3 tháng? Để số tài khoản lại rồi biến. Hôm nay là 49 ngày của ông sói. Mình kiếm người đứng đầu xã đoàn để ổn định trật tự. Ngồi đi. Cha truyền con nói là phải đạo. Cậu nghĩ sao? Xin lỗi mọi người. Vị trí này tôi không thể ngồi được. Ông nội, chú 12, lưu ý. Anh Tha Thu, anh Long Râu, chị Thập Tứ, mọi người vẫn khỏe chứ? Chào mọi người. Chào ông nội. Tôi xin được phép đề cử Tam Thái Tử lên làm tân chủ tịch xã đoàn Chợ Mới. Mọi người thấy thế nào? Đây là chuyện lớn, không có giỡn được đâu. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nghĩ làm sao bây giờ xã đoàn Chợ Mới giao cho ba tụi bay à? Nè người đẹp, dù gì ba tụi tôi cũng là Tam Thái Tử Nha Trang, không phải tụi cóc nhái mà muốn nói gì thì nói. Nói về kinh nghiệm giang hồ thì mấy chú có nhắm có làm lại đàn anh đàn chị ở đây không mà mày đặt dấu ngực xưng tên hả? Cái chức danh Tam Thái Tử của tụi bay á chẳng qua lạng mai thôi. Tụi bay có thể khè ở đâu được, nhưng ở đây thì đừng có hòng. Ngộ thấy vậy, ba lị trở về Nha Trang đi, tìm sữa mẹ bà Pu đi. Cái xã đoàn Chợ Mới này không cần mấy lị nghe chưa? Cái gì? Ai bố sữa mẹ? Tụi bay làm cái gì vậy? Bỏ xuống xuống hết đi. Rốt. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi ông nội. Trước gì ảnh của ông sói chưa mất được bao lâu, bây giờ tụi bay muốn làm loạn phải không? Anh em xã đoàn với nhau, một bên chỉ súng, một bên chỉ dao, loạn xã đoàn rồi hả? Đây là nơi linh thiêng của xã đoàn hay là nơi anh em tụi bay thanh trần lẫn nhau? Xin lỗi ông nội, cho tôi sang ngang. Tôi nói đâu phải là anh em xã đoàn của mình đâu, tôi nói chỉ là khách không mời mà tới thôi mà. Ông nói cái gì? Anh Di Cá là đại ca của tụi tôi. Cho dù tụi tôi có như thế nào thì anh Di Cá mãi mãi vẫn là đại ca của tụi tôi. Như vậy Di Cá và xã đoàn vẫn ở trong lòng của tụi bay. Đúng vậy. Một ngày là anh em, cả đời là anh em. Đúng vậy. Nếu đúng như vậy, từ đây về sau tuyệt đối không chĩa súng vô xã đoàn. Đó là bất kính. Cấm tụi bay chĩa súng vô anh em, đó là bất nghĩa. Bất kính, bất nhân, bất nghĩa. Trời không dung, đất không tha. Biết chưa? Dạ ông ơi. Biết Tam Thái Tử rồi còn ráng chạy làm chi cho nó mệt. Mồ hôi đỏ trơn.
Thấy thương quá à. Tính tắm xong không? Dạ. À mà quên, biết bơi không? Dạ em biết bơi, mấy anh tha cho em đi, em biết chỉ trơ trọi á. Mấy anh nắm đầu em đau quá à. Bà nghĩ là bà qua mặt được tụi tôi hả? Không có. Tới ngày tàn của bà rồi. Bà đừng nghĩ tụi tôi không biết cái chết của anh Di Cá là do bà. Tất cả mưu mô xảo quyệt là do bà. Dạ đâu có đâu, em đâu có ra tay đâu, em chỉ có nói không à. Mấy anh tha cho em đi. Giờ em làm chậu làm ngựa gì, em muốn chịu hết, mấy anh tha cho em đi. Em lại mấy anh luôn. Thôi được rồi. Bà muốn gì á thì xuống dưới mà anh Di Cá. Trong đội cứu em. Mày hứa với tao là mày tha cho nó một mạng mà. Mà đi. Mẹ mày. Dù gì cũng đứng đầu chợ tình, mà bây giờ sống chui sống nhủi như một con chó. Mày thấy nhục chưa? Mày, mày sống làm sao mà ngứng mặt với đời? Mày chơi cái trò ném đá dấu tay. Mấy chú nể ông nội, tha cho nó. Thôi được rồi, ngày hôm nay á, nể mặt ông nội, ba đứa tôi tha cho mạng chó của bà một mạng. Nhưng với một điều kiện, ba phải về xã đoàn để anh em trị tội. Ông nội ơi, đừng về đó ông nội ơi. Ông nội không giết, tôi thử không giết, nhưng mà ở đó nhiều người muốn giết em lắm ông nội ơi. Mày sống làm sao, bây giờ ai cũng muốn giết mày. Mày thấy chưa, bây giờ bảy gà vừa nằm xuống, có ai chống lưng cho mày không? Ông nội chống lưng cho em đi. Tôi thấy vậy, bây giờ đem nó về cũng không giải quyết được việc gì. Xã đoàn bây giờ loạn lắm rồi, tôi còn một cách, đem em ruột của ông Sáu về. Là ai ông nội? Bà Cáo đang sống bên Thái Lan, ở khu Chinatown. Qua bên đó đưa bà ta về, ổn định tất cả, lúc đó muốn ủy quyền cho ai cũng được. Mấy chú suy nghĩ nha. Để xem. Vậy là em được cứu rồi phải không anh ông nội? Im mày, mày đi. Dạ dạ dạ. Giờ sao trời? Chưa giết được Hoàng Hí Hẩn, khó chịu quá. Mày có tin không? Nếu như bây giờ tin á thì đi qua bên Thái tìm bà Cáo bà Chồn về giải quyết đi. Mày bị điên hả? Cái chuyện đó là của xã đoàn, để xã đoàn lo. Mày không thấy hôm bữa ba thằng mình bị khinh như chó hả? Thì đúng rồi, bây giờ anh em mình á là tam thái tử của Nha Trang, cũng chẳng có liên quan gì tới chợ mới hết. Bây giờ có chăng thì thôi về phụ cha má ở Nha Trang còn sướng hơn á, tôi nói thiệt. Về Nha Trang là hợp lý. Đi. Đi. Tụi bay nói gì vậy? Chuyện xã đoàn lần này á, chắc chắn anh em mình phải nhúng tay vào. Anh Di Cá là người anh em mang ơn, mà xã đoàn giống như là nhà của anh Di Cá vậy đó. Thì tụi bay nghĩ đi, anh Di Cá chết có vui lòng hay là không? Chắc chắn tao sẽ đi Thái một chuyến, bằng mọi giá tao phải tìm bà Cáo về cho xã đoàn. Tao làm chuyện này á không phải vì xã đoàn, mà là vì anh Di Cá. Sao, tụi mày có đi với tao không? Tụi mày không đi á, tao cũng không có ép. Tao đi một mình. Ê, tụi mình là anh em mà, đã từng thề là sống chết có nhau mà. Mày nghĩ cái gì vậy? Bên đó đất khách quê người, mày nghĩ là tụi tao yên tâm để cho mày đi một mình à? Mày làm như có mình mày mang ơn anh Di Cá vậy, còn tụi tao bỏ cho chó ăn.
chẳng vì cho bạn tàn nguyện xin xa thân anh em vì nhau sống chết ai không một lần hãy sống sao cho anh em tốt mai là anh em tốt của nhau. Đẹp quá. Lớn liệt ha. สวัสดีครับ Ủa? Mà sao nhà khóa cửa rồi? Hỏi gì? Hỏi ngu thiệt ngu. Nhà khóa cửa là tại vì không có ai ở nhà. Mày muốn biết người ta có nhà không thì mày gõ cửa nè. Thằng khùng, mày mới là ngu á. Đã người ta khóa cửa là chắc chắn không có ai ở nhà rồi. Còn mày đập cửa nữa. Mày đập cửa ai mở cửa cho mày? Ma mở hả? À ha. Lưu Y, giờ sao? Không tìm được bà Cáo, không lẽ đi tay không về hả? Hey, สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับน้องขอถามหน่อยบางนี้บางเจเกาใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าตัวนี้คุณไม่อยู่ครับคุณอยู่ที่ไหนครับคุณอยู่บางไกลมากครับ kỳ lạ thiệt chứ nhìn nó từ xa thì thấy giống hao hao mà lại gần nhìn chi tiết không thấy giống tí xíu nào hết kỳ lạ anh em mà không có nét gì giống nhau hết.Ông sói có râu mà bà cáo không có râu. Kỳ lạ, không phải là anh em. Im đi! Mày nhắm đủ chưa? Đó mày thấy không? Không thấy giống một cái gì luôn. Giống cái gì? Mày đứng trước bọn người ta mày chỉ cho chó. Thì tao thấy sao tao nói vậy thôi. Còn chỉ nữa hả? Tao chỉ chi tiết không giống nhau là không giống nhau. Bây giờ bà cáo mất rồi. Không còn ai đưa gì thay đổi hết. Mày không lo. Mày suốt ngày mày lo nói chuyện nói nhảm không à. Mà sao tụi bay ngộ quá. Cái chỗ này đâu phải là cái chỗ mà vô đây để la để nói những cái điều mà nó không hay vậy đâu. Tụi bay thích gây lộn đó đúng không? Tụi bay phải nhớ là chỗ này chỗ linh thiêng. Người ta không đụng mình thì mình đừng có đụng người ta. Vô đây cái chỗ đâu phải dẫn chơi đâu mà tụi bay đứng đây la sầm vậy. Còn mày nữa, hôm nay mày làm sao vậy? Cái chuyện có vậy thôi mà gây lộn với nó là sao? Bây giờ bà cáo chết rồi, đó là do ý trời. Bây giờ mày gây lộn làm cái gì? Bà có sống lại được không? Mày im đi. Bộ mày tưởng mình là ông trời hả? Mày muốn nói gì mày nói hả? Tao không phải là ông trời, nhưng tao có thể thay trời hành đạo được. Mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Thôi mày bay luôn. Thôi mày làm gì vậy? Bình tĩnh lại. Giờ vậy đằng nào mấy anh cũng qua tới bên đây rồi, bà cáo cũng không còn sống nữa, thì mình dành thời gian mình đi du lịch coi như xả stress phải hay hơn không? Du lịch cái gì? Chán rồi, không muốn ở đây nữa. Về Việt Nam vui hơn. Thôi về đi. Nhớ mày. Khoan, vậy là mấy anh chưa biết rồi. Ở đây nổi tiếng là một tụ điểm du lịch ăn chơi đường phố. Tôi biết nhiều chỗ hay lắm. Tôi sẽ dắt mấy anh đi. Bảo đảm chơi là quên hết lối về luôn. Là ở đâu? Chợ tình Bangkok. Máu con khô
tình nghĩa để trong tâm. Phải này biển đảo cũng che cho nó ngày mai hắn tính thì thay xong. Gặp bèo gạt số dù có dữ, đục tam thái tử cũng băng xa. Đối diện tụi tao mày phải chuẩn bị cái ngày mày đạp trên băng cao. Sao bà đi ca? Ê, bây giờ bà cáo mới chết mất tiêu rồi. Không lẽ giờ đi tay không về Việt Nam luôn hả? Rồi cái xã đoàn của mình sao? Thì đó, ta làm chuyện này á cũng chỉ là muốn hả trả ơn cho anh Di Cá thôi. Nhưng giờ bà cáo mất rồi biết sao bây giờ. Thật sự tao không muốn làm chuyện này đâu. Chẳng qua là thiệt tao thương anh Di Cá tao mới làm thôi. Chứ không á ba mình gì cho Trang cho nó khỏe chứ đây làm gì. Mà tao nói nghe nè, hồi sáng tao nghe mày làm bầm cái gì mày nằm mớ đúng không? Tao nghe mày kêu bà cáo gì ba ghê ba. Hôm qua tao ngủ tao mơ thấy bà cáo ghê không? Thiệt luôn hả? Hôm qua là cái chỗ bà yên nghỉ mà mày gây sự mày quánh lộn rồi đó. Mày sẽ bị bà ám cả đời. Thôi đi. Tao thấy tấm hình ở ngoài mộ bà cáo á. Trời ơi, tự nhiên cái bay lên mày. Bà cáo nhìn thẳng mặt tao. Bà cáo mày còn cười với tao nữa. Sao đó nguyên tấm hình hả? Mày thẳng vô mặt tao luôn. Bà cáo. Thôi thiệt luôn hả bà? Thiệt sao không mày? Trời ơi, ghê vậy trời, ở đây mà linh thiêng dữ vậy trời. Ê, ê, bà cáo. Bà cáo kìa. Ê, mày thấy bà cáo không? Bà cáo. Mày thấy bà cáo đúng không? Bà cáo. Mày thấy bà cáo đúng không? Bà tao. Cáo kìa, tao đâu có nói giỡn gì. Mày lại mày nhìn đi. Mày nhìn đi. Bà cáo kìa. Thấy chưa? Rồi giờ sao? Ôi, ghê quá, tao sợ quá, tao chạy trước quá. Mày. Mày khùng quá. Bây giờ tao có cách nhà hay lắm. Cách gì? Bây giờ tao sẽ kêu tên bà lớn lên. Nếu mà bà bỏ chạy á thì chắc chắn bà là người chứ không phải là ma. Sau đó tụi mình hả dí theo bả bắt nó về sao đoạn. Lỡ mày gọi cái xong bả phản hồ cái xong bả chạy lại đây bả chơi với tụi mình luôn là ôi tao đi toilet tại chỗ luôn sợ đó. Mày khùng quá thì lúc đó có gì tao quýnh cho mày một xỉu luôn rồi mày khỏi thấy bả nữa. Thôi lỡ rồi lỡ làm đại luôn đi chứ biết sao giờ chơi luôn. Từ nha đứng đi. 1 2 3 bả cáo. Ê bả chạy. Chú đuôi cứ một đôi. Xa qua đi Kha. Kha. Sao qua đi Kha? Kha. Cứu cô với con ơi. What are you talking about? Mày khùng hả? Mình là người Việt. Ồ, tôi có người Việt Nam. Tôi có người Việt Nam nè. Ồ, vậy là người Việt Nam hết hả? Ủa, người Việt hết luôn hả? Đồng hương rồi. Đồng hương hả? Đồng hương. Rồi vậy thôi, tôi đi nha. Cái gì? Đi đâu mà vội mà vàng? Cô là ai? Cậu nữa. Cậu là ai? Tôi là tôi chứ tôi là ai? Mấy cậu hỏi cái gì lạ thế? Đúng ra là gặp đồng hương phải mừng. Chứ làm sao mà nói chuyện kiểu bố đời thế? Có muốn qua tới đây rồi không có đường về Việt Nam không? Không có, hiểu lầm thôi mà. Bình tĩnh nào. Nè nè, sao mấy chú đuổi theo tôi vậy? Tụi con thấy cô giống một người quen của tụi con cho nên là tụi con đuổi theo, tụi con hỏi thăm. Dạ đúng rồi, hỏi chuyện thôi chứ không phải là rượt đuổi gì hết á. Dạ đúng rồi. Hỏi thăm gì mà đuổi người ta giống như ăn cướp thế. Không phải đâu, tại vì bà chạy quá chứ bà đi bình thường đâu có nói. Bà chạy quá cho nên tụi tôi mới dí theo chứ ai dí theo làm gì mệt đúng không? Thì nãy cô tưởng là mấy người này nào là giang hồ đây đòi nợ cho nên thấy dí quá cho nên cô chạy. Ôi giời ơi, con đã nói cô bao nhiêu lần rồi. Cô lại đi đánh cờ bạc đó đúng không? Cứ thế này có bữa nó tới đây nó chém luôn á. Cô biết rồi. Lần này thôi, lần sau cô không dám gì nữa. Thôi chết mẹ rồi. Cái xe trái cây nãy giờ chắc bị bullet nó hốt rồi quá. Hả? Cái gì vậy? Cái gì mà khoan nhiều thế bố? Để cho cô đi bán trái cây. Không phải. Nhìn cô quen lắm. Rất giống một người. Ai? Bà cáo. Ê, lúc đầu nó gặp tôi nó cũng kêu tôi bằng bà cáo nữa nghe. Vậy là bà cáo là ai? Mày là ai? Ai kêu các cậu tới đây tìm bà cáo? Ông nội. Vậy cùng là anh em trong xã đoàn chợ mới rồi. Đi vào trong nhà nói chuyện cho nó tiện.
cái gì đấy? Thì ra cậu là Quý Bắc, con ruột của chị Đại mà giang hồ đồn. Bữa nay mới được gặp á. Ê, mà tao nói nè, đúng ra là tướng tá phải vạm vỡ nhìn lực lưỡng lắm chứ đâu mà nhìn giống như ống nhóm nhách, nhìn quải quá cho nội, nhìn hèn quá. Ê, ăn nói gì kỳ cục vậy mày? Không sao đâu, tôi bị nói như vậy nhiều tôi cũng quen rồi. Với lại quan trọng là hôm nay được gặp lại các anh em trong xã đoàn, vui lắm. Sao ông ở xã đoàn mà tự nhiên lưu lạc sang đây trời? Sau khi mẹ tôi mất ấy, thì ông sói sợ tôi bị hãm hại cho nên mới gửi tôi qua bên Thái Lan cho bà Cáo chăm sóc. Mà không ngờ bà Cáo bị đột quỵ qua đời rồi. Bà Cáo mất thiệt rồi hả? Còn bà này là bà nào? Đây là cô Quỳnh, bán trái cây ở chợ Thái Lan. Kể lại chuyện này tôi mới mắc cười. Cái bữa đầu tiên mà nó gặp tôi ngoài chợ nha, rồi đó coi nó tưởng tôi là cô nó. Nó la làng luôn là tôi mắc cỡ muốn chết làm gì đó. Xong rồi sau đó là nó dí bà. Đúng vậy. Rồi cũng chạy vô đường cùng ở trong hẻm vậy luôn. Đúng vậy luôn. Rồi sau đó nhận bà con. Đúng vậy luôn. Rồi hai mày hỏi tới sáng luôn hả? Đúng vậy luôn. Cái gì? Liệu sao nữa Quy Bắc? Kể tiếp đi. Thì hỏi ra mới biết là qua bên đây đánh bạc, đánh tới nỗi mà bán hết tài sản ở quê luôn. Bây giờ bắt bo thì bị tụi giang hồ nó giữ, không có chỗ nào ở cho nên là tôi mới cho ở đây đỡ. Nhìn cũng giống bà Cáo cho nên là nhìn cũng nguôi ngoai, với lại cũng thấy thương cho nên là hai cô cháu ở chung với đây. Cho cô với một ít tiền mua được cái xe trái cây bán để trả nợ cho tụi giang hồ đó. Quy Bắc, ngay lúc này đây tôi cần bà Quỳnh giả làm bà Cáo để về cứu xã đoàn. Tôi bay khùng rồi hả? Ở đây nha, tao bị cái tụi xã hội đen nó truy sát tao hả? Tao muốn ngọt thở tao rồi. Huống chi về bên kia nguyên một cái xã đoàn là sao tao chịu nổi? Nói êm xuôi tao không nói nghe. Trời đất ơi, lũi mà nó lộ chuyện một cái đó nghe, có nước tao chui xuống dưới tao gặp Diêm Vương tao đầu thai sớm là cái chắc luôn. Cô cứ yên tâm đi, bằng mọi giá tụi con sẽ bảo vệ cô. Không bao giờ. Không bao giờ tao dính dáng tới xã đoàn, xã điếc, hội đen, hội đỏ gì hết trơn. Bye bye. Nếu cô chịu giúp tụi tôi hứa sẽ trả hết nợ của cô ở bên này. Cô có cần tiền không? Cô có cần trả nợ không? Ngoài cái chuyện trả nợ ở đây ra, tôi muốn một điều kiện. Điều kiện gì? Cô cứ nói tự nhiên. Trong tay tôi phải có một cuốn hộ chiếu đường đường chính chính rời khỏi Bangkok một cách an toàn. Vậy là cô không biết rồi. Tam thái tử tụi tôi không có gì ngoài điều kiện. Cảm ơn bà vì đã giúp tôi giết ông sói, dì cá và cả bảy gà. Cũng tại chuyện này bọn tam thái tử nó truy sát tôi. Không nhờ ông nội ra cứu là bây giờ xác tôi nó đã bền bồng ở khúc sông nào rồi đó. Tôi biết công lao của bà lớn như vậy, chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi bà. Cảm ơn thái tử. Nếu vậy thì tôi cũng có chuyện muốn thưa với thái tử. Xã đoàn bây giờ rối rắm lắm rồi, ai cũng muốn lên chức hết á, mà đâu có biết rằng bọn tam thái tử nó qua tới Thái Lan kiếm cái bà chồn bà Cáo nào đó là em ruột của ông sói về để nắm chức, rồi nói chung là lập lại trật tự của xã đoàn. Thú vị quá vậy. Thú vị cái gì? Tôi bây giờ tôi chán cái xã đoàn này lắm rồi. Ơi, lo cái thân mình đi cho nó khỏe. Bao nhiêu đó tiền cũng đủ để bà làm hoàng hậu rồi. Anh vừa tài giỏi vừa đẹp trai. Em muốn làm hoàng hậu của anh được không? Ai? Rượu ngon, tiền nhiều, trai lại đẹp. Mời thái tử. Mời. Cho em đi đây. Vậy bà có muốn biết nhân vật tiếp theo mà tôi muốn nhổ bỏ là ai không? Chết ai đi kệ mẹ tôi.
tạm biệt Hoàng Hy Hận, đại ca khu chợ tình. Thông cảm cho tôi, bởi vì đâu có ai muốn giữ một quân cờ vô dụng. Alo. Khách sắp về. Chuẩn bị tiệc mừng. Chào đón khách. Trả thù là món ăn ngon đấy, khi nó được thực hiện bằng cái đầu lại. Nếu tôi không thắng được nó, hãy làm bạn với nó. Đại ca băng cọc rằng tôi là Thương, chữ Thương trong xác Thương. Đúng, tuổi trẻ chưa trải qua tuổi đời. Còn em, nếu mến anh thì chỉ được. Anh Túc dạy tao, muốn làm người đứng đầu thì phải giết kẻ mạnh nhất. Băng cọc rằng chưa sợ bất kỳ thằng nào. Là cướp chứ không phải giang hồ. Tụi nó nghĩ gì về chị cũng được. Quan trọng em có nghĩ như vậy không? Nếu mà em nghĩ như vậy, đường ai nấy đi. Cô giết mày được á. Chó. Mấy người quên tôi rồi hả? Em thương con nhỏ đó chị. Đó chỉ là quảng cáo. Tái sinh từ đống tro tàn. Phóng không la. Thôi anh em tao chơi cho tay máu còn khô. Huynh đệ nào muốn được chơi tay bến đêm nay thì cứ việc vào vô. Một phương tám hướng anh em hội tụ trên bàn một đống tiền đô. Đâu phải tự nhiên mà tạm thái tử ban danh trên chốn giang hồ. Tụi tao từ lâu đã cắt cốt, anh em tình nghĩa để trong tâm. Với hàng ngàn bão tố, khó khăn nào cũng đã xông pha nên cái đầu đảo số. Cặp mắt tinh tường nhìn trong xa, kính nể chú bác và ông cha. Tiền bạc chứng khoán được thông qua, tụi tao là công lão nhị. Tụi đang anh thái tử, lương danh khắp ở Đức nhà trang. Sống phải biết điều và không che lại với cái bạn trước. Ta mang cái tình huynh đệ gắn bó keo sơn, đó là do tao ươm trồng. Dù nó gai góc nhưng vẫn được đỡ như là loài hoa xương đầu. Nên mỗi khi lắc là nó phải kêu sống sao tình chết không phải chề môi. Đánh mắt tình cơ